Dù hôm nay ngày 4 tháng 9 mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, nhưng nhiều người dân miền Tây đã có lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ sớm để chuẩn bị học và làm việc khiến cầu Rạch Miễu tê liệt. Đầu giờ chiều ngày 3 tháng 9, lượng xe qua cầu Rạch Miễu hướng từ tỉnh Bến Tre đi Tiền Giang tăng mạnh, khiến khu vực trạm thu phí đến cầu Rạch Miễu bị ủng ứ. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu phát đi thông báo cho các đơn vị liên quan như ban an toàn giao thông, cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre, Tiền Giang về tình hình giao thông trên cầu Trạch Miễu đã bị ủng ứ kéo dài do lưu lượng xe đông và lên dốc chậm. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh đã phối hợp chặn một chiều từ hướng Tiền Giang qua Bến Tre để ưu tiên cho dòng xe hướng ngược lại. Bên cạnh đó, trạm thu phí BOT cầu Trạch Miễu cũng đã liên tiếp xả trạm để xe tự do qua lại, trong khi lực lượng chức năng chặn xả để dòng xe thoát nhanh hơn đến 17 giờ, lưu lượng xe càng đông khiến cầu Trạch Miễu quá tải nghiêm trọng. Dù cảnh sát giao thông đã chốt chặn một chiều, nhưng do tuyến quốc lộ 60 đi qua thành phố Mỹ Tho cũng bị quá tải, nên cảnh sát giao thông Tiền Giang phải hướng dẫn dòng xe chạy vào các tuyến đường nhánh để giảm áp lực cho quốc lộ 60.